Hoàng Hiếu, Ngọc Ánh. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi chương trình tiêu dùng thông minh hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2020. Chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn thông minh ngay bây giờ. Thưa quý vị, cà tím có thể chế biến được rất nhiều món, có thể xào, có thể nướng, món ăn nào cũng hấp dẫn cả. Tuy nhiên, làm sao để quý vị có thể lựa chọn được cà tím ngon đây? Hãy cùng chúng tôi tham khảo với lựa chọn thông minh nhé. À, cô ơi, với cái trái cà tím này thì mình có dễ lựa chọn không cô? Cũng dễ lắm chứ không có gì ấy con. Trái cà tím này thì con lựa trái nó suông suông vậy nè, mà vừa tay của mình á, vừa chà là ngon. Nó không, nếu mà con nhìn thấy cái trái mà nó cứng, mà nó có mấy mắt nhỏ nhỏ khần khần vậy nè, là trong đó nó có sâu á. Mấy cái mắt nhỏ nhỏ hả cô? Mấy cái mắt nhỏ nhỏ con lựa cà, con phải lựa kỹ. Nó có mấy cái đốm con sâu á, nó nhảy vô trong này nè, con đục, nó đục con không thấy đâu. Nhưng mà con cắt ra rồi thì con thấy nó trong đó nó có sâu. Ở đây nó có mắt vàng vàng nhỏ nhỏ là sâu nó đục vô sẵn rồi. Mà con mua phải để ý, con lựa con phải để ý, không để ý con không thấy đâu. Vậy thì khi mà mình lựa trái cà á cô, thì thường thường á là con thấy có những trái cà là nó đỏ như thế này, nhưng cũng có những trái cà là nó vừa đỏ vừa vàng vàng như thế này, thì mình lựa những trái cà như thế nào hả cô? Mấy cái vàng vàng vậy là nó không sao, con biết sao rồi, cái nó đốm lá, tại vì nó ra trái cà rồi cái lá nó bị che lại, thành nó không có ánh sáng, nên thành ra cái nó bị không có ánh sáng thì nó không có ra theo cái màu cà này. Còn mấy trái này ở ngoài thì nó có cái ánh sáng thì nó được màu tím, nói ra là giống màu cà của nó. Còn mấy cái này là lá nó che lại đó, đúng không? Cái lá nó ủ che lại như là con, nên thành nó có chỗ trắng chỗ tím. Thường thì những trái to nó có ngọt bằng những trái nhỏ không, hay là nó cũng như nhau à cô? Không, cũng như nhau à con. Tùy theo là vụ mùa, như nó tốt á thì nó ra trái bự, tưới nước nhiều hay là mình tưới cho nó đủ nước thì nó ra trái bự. Còn mình lấy vừa như là nó vậy là mình vừa nó là nó cũng ngon, trái nào nó cũng ngon. À, với cái cuốn của cái trái cà tím thì có mình nhận biết được là nó tươi hay là ngon không cô? Có chứ con, cuốn cà tím mà nó này, trên này nó teo đầu lắm, là nó không tươi đó, là nó teo mấy cái đầu này lại mà nó vàng nữa. Còn cái này là nó xanh, là trái mới, là cà mới. Hãy cùng chúng tôi đến với chuyên mục tiêu dùng thông minh để chúng ta cập nhật thêm những thông tin hấp dẫn về khuyến mãi và giá cả thị trường quý vị nhé. Độc đáo tượng gốc tre ở Hội An. Trên những con đường bên bờ sông Hoài, nhiều cửa hàng bày bán tượng được làm bằng gỗ gốc tre rất đẹp và độc đáo. Hay những bức tường rêu phong phố cổ, những gốc tre được đặt trang trọng khiến không ít du khách trầm trồ. Với nhiều du khách trong và ngoài nước, thì những gốc tre tưởng chừng như bỏ đi ấy đã được các nghệ nhân chế tác ra nhiều bức tượng khác nhau, khiến ai nhìn thấy cũng ngỡ ngàng. Người xem rất ấn tượng bởi những gốc tre có đủ cả tóc, râu, thậm chí có cả lông mày để tạo ra một sản phẩm như vậy. Mỗi người nghệ nhân phải mất nhiều thời gian. Mỗi bức tượng được làm bằng gốc tre như vậy có giá từ 150.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy theo loại. Trên thị trường hiện nay, nhiều chuỗi các siêu thị đồng loạt thu mua hàng tấn nông sản và bán với mức giá không lợi nhuận, nhằm hỗ trợ nông dân chịu ảnh hưởng từ dịch corona, cũng như đưa sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng. Với giá thu mua tại nguồn cao hơn thương lái, nhiều siêu thị đang bán thanh long ruột trắng và ruột đỏ với giá khuyến mãi từ 4.800 đồng 1 kg đến quanh mức 9.900 đồng 1 kg, dưa hấu quanh mức 9.500 đồng 1 kg, tùy theo khu vực địa lý của siêu thị. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cá nhân, nhóm chung tay tổ chức thu mua thanh long, dưa hấu với mức giá thanh long ruột đỏ từ 9.000 đồng 1 kg, dưa hấu từ 5 đến 6.000 đồng 1 kg. Với cuộc sống ngày nay thì để bảo vệ môi trường, chúng ta thường tái chế những sản phẩm đã không thể sử dụng được nữa thành những sản phẩm giúp ích thêm cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như ngày hôm nay, chúng ta có thể tái chế được những chai nhựa thành những chiếc giỏ hoa xinh xắn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu với sản phẩm tiện ích nhé. Đầu tiên, vẽ một đường hình gợn sóng ở phần đầu của chai, sau đó dùng kéo cắt bỏ phần dưới, tạo hai lỗ hổng để treo, dùng sơn màu yêu thích phun lên để tạo sự lẫm mắt. Sau đó dùng dây thừng trang trí nối vào hai lỗ hổng rồi treo lên không gian mà bạn cần trang trí. Bỏ hoa vào trong, như vậy là các bạn đã có những chậu hoa vô cùng lạ mắt, mà cách làm cũng thật dễ dàng phải không nào? Hãy tìm ngay những chai nhựa không còn sử dụng nữa cho không gian sống nhà của mình và biến ngay nó thành những chậu hoa xinh xắn như thế quý vị nhé. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của chương trình tiêu dùng thông minh hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình bằng việc truy cập vào website vtv9.com.vn hoặc V9 Giải trí V9 Online. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiêu dùng thông minh lần sau, được phát sóng vào lúc 18 giờ 55 phút trên kênh VTV9.